Chào mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ cho mọi người xem một cái sản phẩm mới, rồi cái cưa cong ha. Thì nhìn bề ngoài nó giống như là một cái súng thôi mọi người, giống như đồ chơi mà có mấy dân dân hộ, anh chị dân hộ ha, nhìn nó rất là kịch cọm. Cái này chúng ta đeo bên hông, đeo bên túi. Cái này nó có thiết kế là dắt là đeo bên hông nè, và ta mở ra nè, thiết kế là mở ra nè đó. Đó, dắt này đeo bên hông nha, đeo trên dây lịch chúng ta đó ha. Anh ta nhé, nhắc ráp vô cái này có thể quay quay nè, tới quay lui ha. Đó, quay làm sao chúng ta thiết kế đeo sao cho nó phù hợp với cái người chúng ta. Thì cái này là cái cưa cong của hãng Tonsan nha, thì nó giá là 140.000. Để chúng ta gỡ khui ra cho mọi người xem, nó giống như là một cái kiếm, nhìn rất là đẹp. Nè, cái này mình đi cưa vườn, cưa gì đồ là trồng luôn nha mọi người. Nè, và tôi khui hàng ở đây, đây khui cho mọi người xem ha. Đấy, đây đẹp ghê chưa. Cái cưa này có thể dùng là cưa, thì nó thiết kế một cái đường cong như vậy đó, để chúng ta thao tác là dễ, nó cưa theo cái đường nó rất là kéo, mà không phải ấn. Dù mấy cưa thẳng thì chúng ta phải ấn xuống để nó cưa, còn này á, kéo theo cái đường cong của nó là nó sẽ cưa rất là khỏe cho người cưa. Và cái lưỡi cưa này nó được mạ, không phải mạ mà nó được tôi đó, rất là cứng, thép này được tôi á, nên được cưa rất là bền nha. Đó, xài một thời gian nó có mòn thì chúng ta có thể là vỗ lại, giống như là ngày xưa chúng ta vỗ mấy cái cưa gỗ vậy đó. Đó, rất là chắc. Hãng Tonsan cho người đây, cưa kiếm cưa cong hãng Tonsan đây, rất là đẹp, tay cầm rất là chắc chắn và rất là vừa tay, và được thiết kế cho một cái bao da rất là đẹp. Đây, xong ta đưa vô rồi cứng rồi đó. Và cái này chúng ta chỉ cần đeo bên người thôi ha, đeo bên người thôi, giống như là mấy ông kiếm sĩ đeo bên người hoặc là ông đi rừng đó ha, rất là đẹp ha. Cứ mạnh ra đây ha. Rồi mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng, liên hệ số điện thoại bên trên nha. Rồi, cảm ơn mọi người, xin chào.